Ok, như vậy là Nhất đã hướng dẫn bạn thiết lập website thành công ở trên Hosting Host Armada rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái bước đó là tối ưu website và nhân bản website. Một cái điều vô cùng tuyệt vời, chúng ta không cần phải thao tác những cái bước rất là phức tạp để tạo một website nữa. Để có thể tạo lập một cái website thì chúng ta trải qua rất là nhiều công đoạn, đúng không ạ? Ví dụ như Nhất có cái khóa học là thiết kế website trong 24 giờ, đúng không ạ? Đây, Nhất sẽ mở cái web lên cho các bạn. Đấy, cái khóa học thiết kế website trong 24 giờ của Nhất đây, hiện tại đang bán với giá là 898.000, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải trải qua rất là nhiều bước khác nhau để tạo được một cái website. Tuy nhiên, khi bạn mua hosting thông qua cái đường link của Foreign Center, đúng không ạ? Trên hosting đó là Host Armada, thì các bạn sẽ được Nhất hướng dẫn cái cách nhanh hơn để có một website không cần phải qua những cái bước như thế này nữa, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy này, chúng ta cần phải mua tên miền hosting, giao diện tốn rất là nhiều chi phí. Hosting tên miền thì chắc chắn là chúng ta tốn chi phí rồi, nhưng mà giao diện nó cũng tốn cho chúng ta một cái khoản kha khá, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta có thể mua ở trên MyThemeShop. Nếu như chúng ta mua cái giao diện ở trên MyThemeShop thì đâu đó, đúng không ạ? Đâu đó nó khoảng 39 đô, 49 đô, 59 đô. Đó, nó rất là đắt, đúng không ạ? Và khi các bạn tham gia mua thông qua cái đường link của Foreign Center thì các bạn sẽ không cần phải mua nữa, đúng không ạ? Các bạn không cần phải mua nữa. Và thiết lập website một cách nhanh chóng hơn. Đó, thiết lập một website nhanh chóng hơn. Đây các bạn có thể thấy, đúng không ạ? 59 đô này. Rồi 59 đô, 59 đô nữa. Đó. Cái chi phí mà để mua thêm nó cũng đã rất là cao rồi, đúng không ạ? Rất là cao rồi. Và đặc biệt là chúng ta cần phải học thêm khóa nữa thì chúng ta mới có thể tạo nên một cái website chuyên nghiệp giống như thế này, hoặc là giống như thế này, đúng không ạ? Đó, thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu hóa cái website cũng như là nhân bản website. Đó, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thì đây là những cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị, đúng không ạ? Đầu tiên, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta cần phải thiết lập ban đầu cho website của chúng ta đã, đúng không ạ? Thiết lập ban đầu cho website. Thì Nhất đã chuẩn bị cái bài viết cho các bạn rồi, thì các bạn có thể truy cập vào cái bài viết này, đúng không ạ? Để có thể thiết lập cái website của chúng ta một cách cơ bản để nó tối ưu, đúng không ạ? Đây, ok, các bạn biết Nhất đã chuẩn bị ở đây rồi, các bạn đọc và làm theo thôi, đúng không ạ? Rồi, ok, chúng ta tiến hành truy cập, đúng không ạ? Truy cập vào trang quản trị của cái website của chúng ta. Đây là trang quản trị, đúng không ạ? Đó, hiện tại thì nó đang rất là sơ khai. Còn cái hot cái giao diện bên ngoài đấy, đúng không ạ? Giao diện bên ngoài thì nó như thế này, chả có gì cả. Đó, thì làm thế nào để nhân bản ra những cái website đẹp lung linh như thế này. Đó, đẹp lung linh như này, đúng không ạ? Có những cái nội dung bên trong này. Đó, rồi đây là web về sản phẩm, đúng không ạ? Một cái shop, đó, rất là chuyên nghiệp. Chúng ta có thể mua hàng trực tiếp ở trên đây, đúng không ạ? Đó, các bạn có thể thấy là xem giỏ hàng này. Đó, đúng không ạ? Rồi tiến hành thanh toán, rất là chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp. Đó, điền thông tin. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái website như thế này với cái cách đó là nhân bản, đúng không? Không cần thiết là phải học cái khóa học này nữa. Và dĩ nhiên nếu mà bạn học cái khóa học này thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Chúng ta sẽ hiểu được bản chất và có thể thiết lập một cái website từ đầu đến đuôi, và chúng ta có thể hiểu rõ hơn về website, đúng không? Tuy nhiên khi mà thời đại 4.0 rồi, chúng ta ganh đua nhau về thời gian, và ai là người nắm được lợi thế thì người đấy sẽ thành công. Thì ở đây Foreign Center đã chuẩn bị tất cả những cái tài nguyên, đó, những cái website để mô, các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn và có thể nhân bản ra, đúng không ạ? Và đặc biệt nhá, và đặc biệt là các bạn cần phải mua hosting thông qua cái đường link của Foreign Center thì chúng tôi mới hỗ trợ các bạn một cách tốt nhất, đúng không ạ? Hỗ trợ một cách tốt nhất. Đó. Rồi, ok, chúng ta sẽ quay trở lại website, đúng không ạ? Để chúng ta tiến hành tối ưu và thiết lập cái website của chúng ta ban đầu để cho nó tối ưu đây. Rồi, ok, các bước như thế này, đúng không ạ? Xóa các bài viết và trang mặc định. Đây thì các bạn tiến hành cái phần post này, các bạn xóa đi cho Nhất, đúng không ạ? Xóa đi.
Move to chest, đúng không ạ? Xóa đi. Đó. Xóa luôn, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến cái phần pay này, đúng không ạ? Pay này thì chúng ta cũng xóa luôn đi, đúng không ạ? Xóa luôn. Đó, xóa. Rồi. Cái phần thùng rác này thì chúng ta cũng xóa luôn, đúng không ạ? Xóa luôn. Đó, xóa vĩnh viễn luôn đi. Đó, chúng ta xóa vĩnh viễn đi, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến nha, chúng ta sẽ tiến hành đặt lại múi giờ và tên block, đúng không ạ? Tên block, đặt lại múi giờ và tên block. Rồi, chúng ta click vào setting, đúng không ạ? Click vào setting này, chúng ta chọn general, đúng không ạ? General. Đó, thì các bạn có thể đọc cái bài viết này nhá và làm theo. Ở đây thì Nhất sẽ thiết lập một cách nhanh chóng, đúng không ạ? Rồi, ok, ở đây thì các bạn có thể thay đổi tên website, đúng không ạ? Tên website là cái phần nó hiển thị ở trên đây này, các bạn có thể thấy, đúng không ạ? For business này, chia sẻ kiến thức này, đấy là phần này đây. Thì các bạn thấy đây, từ từ rồi chúng ta thay đổi cũng được, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến chúng ta kéo xuống này, chúng ta click bold, đúng không ạ? Chúng ta chọn tiếng Việt cho Nhất, chọn tiếng Việt, đúng không ạ? Chọn tiếng Việt, bởi vì chúng ta ở Việt Nam mà, khách hàng là Việt Nam mà, nên chúng ta chuyển về tiếng Việt cho nó dễ, đúng không ạ? Rồi, ở cái phần múi giờ thì chúng ta để về múi giờ của Việt Nam là cộng 7, đúng không ạ? Múi giờ cộng 7. Rồi chúng ta chỉnh lại cái định dạng này. Đó. Rồi chúng ta nhấn Save Change để thay đổi, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta đến cái bước này thì chúng ta đã thay đổi được cái ngôn ngữ này, đúng không ạ? Ngôn ngữ và múi giờ và định dạng ngày tháng. Rồi tiếp đến các bạn click vô cái mục viết, đúng không ạ? Click vô cái mục viết. Ở đây thì các bạn mở cái tab này lên, các bạn mở cái tab này lên. Cái này thì nó tối ưu cho SEO thôi, đúng không ạ? Khi mà chúng ta viết một cái bài viết nào đấy thì lập tức nó sẽ ping sang các công cụ tìm kiếm. Đó, các bạn sao chép này, rồi quay trở lại, dán, đúng không ạ? Dán vào lại, đó, rồi vào lưu lại thay đổi, lưu lại. Rồi, tiếp đến cái phần đọc, đúng không ạ? Đến cái phần đọc. Thì nếu như các bạn đang chọn ngăn chặn thì các bạn bỏ ra, đúng không ạ? Bỏ ra. Đó. Để cho những cái công cụ tìm kiếm có thể index và tìm được những cái bài viết, những cái nội dung ở trên website của chúng ta. Rồi ở cái phần thảo luận này, ở cái phần thảo luận này thì các bạn có thể click hết vô những cái này cũng được, đúng không ạ? Hoặc là lọc những cái từ ngữ spam đồ các kiểu, đúng không ạ? Ok, cái phần này thì các bạn để mặc định cũng được và các bạn muốn thay đổi cũng được. Ở trong cái phần hướng dẫn này của Nhất thì Nhất đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đến cái phần thư viện. Ở đây để tránh cái tình trạng mà nó tốn cái dung lượng bộ nhớ của cái hosting của chúng ta thì chúng ta nên để cái này về không, đúng không ạ? Thì ở đây mặc định khi mà chúng ta tải một cái bức hình bất kỳ lên thì nó sẽ cho chúng ta ba cái cỡ như thế này thì chúng ta rất là tốn dung lượng, đúng không ạ? Thì chúng ta điều chỉnh hết về không nhé, đúng không ạ? Ok, vô cùng là dễ dàng thôi, đúng không ạ? Rồi lưu thay đổi. Rồi tiếp đến cái phần đường dẫn tính, đúng không ạ? Đường dẫn tính này, đường dẫn tính thì các bạn click vào cái phần là tiêu đề bài viết này, đó, và lưu thay đổi. Đấy, đấy là xong rồi, đúng không ạ? Rồi ok, và làm thế nào để có thể tạo ra một cái web lung linh như thế này mà không cần phải thiết lập quá nhiều bước, đúng không ạ? Như là cái khóa học của Nhất này hướng dẫn thì các bạn sẽ làm như sau, đúng không ạ? Sẽ làm như sau. Cái này chỉ dành cho những thành viên, những cái member VIP mua hosting thông qua cái đường link của Foreign Center, đúng không ạ? Mua cái hosting đó là Host Armada. Rồi ok. Khi mà các bạn mua, đúng không ạ? Các bạn tham gia vào cái group của Foreign Center thì các bạn sẽ được cung cấp tất cả những tài nguyên này. Đó, chúng tôi đã chuẩn bị cho các bạn đầy đủ những cái tài nguyên để các bạn có thể nhân bản website trong vòng 5 phút, đúng không ạ? Trong vòng 5 phút thôi là chúng ta đã có một cái website rồi. Đó. Chúng ta có cái file nhân bản blog cá nhân, web bán hàng, cái plugin để chúng ta có thể tăng dung lượng đăng tải lên, đúng không ạ? Rồi ok. Chúng ta sẽ tiến hành quay trở lại trang quản trị, đúng không ạ? Các bạn click vô plugin cho Nhất. Click vô cài mới, đúng không ạ? Plugin cài mới. Rồi ở cái phần tìm kiếm này thì các bạn gõ cho Nhất, đúng không ạ? Gõ cho Nhất. Ở đây thì Nhất cũng có một cái file hướng dẫn cho bạn rồi, đúng không ạ? Và
đây cái file thứ nhất hướng dẫn đây, các bạn làm theo thôi. Các bạn chuẩn bị thêm logo đúng không ạ? Bước 2 này chúng ta cần phải chuẩn bị thêm logo, một cái biểu tượng website đúng không ạ? Biểu tượng website là cái phần ở trên này này các bạn, ở phần trên này đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiến hành cài thôi đúng không ạ? Tiến hành cài thôi. Rồi chúng ta search cái plugin, nó là all in one thứ nhất đúng không ạ? All in one này, quay trở lại trong chỉ gõ phần là all in one. Đây các bạn, đấy các bạn click vào cài đặt. Hosting này nó rất là nhanh các bạn, vô cùng tuyệt vời, tốc độ load cực kỳ nhanh. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt all in one đúng không ạ? Tiến hành kích hoạt all in one. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn nhận được cái đường link tải về thì các bạn tải về cho Nhất và giải nén ra nhá, đúng không ạ? Tải về và giải nén. Ở đây thì Nhất đã có những cái file này rồi nên thành ra Nhất không cần phải tải nữa. Các bạn chỉ cần click vào đây này, đúng không ạ? Click vào đây này. Đó, các bạn nhấn tải xuống thôi. Nó thì ngay lập tức nó sẽ nén xuống và tải về máy cho chúng ta, đúng không ạ? Ở đây thì Nhất không tải nữa bởi vì rất là mất thời gian của các bạn. Rồi, chúng ta activate lên, kích hoạt lên. Rồi, ok. Đó. Các bạn kích hoạt xong thì chúng ta thử test thử công cụ đúng không ạ? Nó sẽ hiển thị như này. Chúng ta click vô nhập. Đó, đúng không ạ? Thông thường á, đúng không ạ? Thông thường thì cái lần cái này thì Nhất đã cài rồi đúng không ạ? Nhất đã cài cái plugin gia tăng cái dung lượng rồi. Nhất đã cài cái plugin gia tăng dung lượng rồi nên nó sẽ hiển thị là 512. Thông thường thì các bạn chỉ có được 30MB thôi. Nên thành ra cái kích thước file của ta mà lớn quá thì chúng ta import vô không được, chúng ta nhập vào không được đúng không ạ? Các bạn sẽ tiến hành click vào plugin tiếp đúng không ạ? Vào plugin cài mới và các bạn tiến hành tải cái plugin này lên đúng không ạ? Tải plugin này lên. Đây Nhất sẽ demo cho các bạn luôn. Click vào tải plugin, chọn tên đúng không ạ? Rồi, click vô cái phần mà chúng ta đã giải nén đấy đúng không ạ? Cái plugin all in one workflow này và các bạn tiến hành open. Đó, thì nó sẽ gia tăng cái dung lượng mà chúng ta tải lên. Và bắt buộc các bạn phải làm cái bước này nhá. Các bạn phải làm cái bước này thì các bạn mới có thể nhân bản website thành công được. Đó. Rồi, cái bước tiếp theo vô cùng dễ đúng không ạ? Rồi các bạn click vô nhập cho Nhất, click vô nhập. Đó, rồi các bạn lựa chọn nếu như các bạn muốn nhân bản cái web demo 1 đó là web blog cá nhân thì các bạn sẽ lựa chọn cái file đó, chính là cái file ở bên trong cái file nhân bản blog cá nhân này đúng không ạ? Cái file này đây. Đây cái file này. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng cái demo đó là web bán hàng thì các bạn sử dụng cái demo này đúng không ạ? Rồi các bạn giải nén ra rồi đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tiến hành nhập từ này, tập tin này đúng không ạ? Rồi chúng ta lựa chọn thôi. Ở đây thì Nhất sẽ tiến hành nhập cái demo 1 này vào, demo 1 đúng không ạ? Rồi open và chúng ta chờ thôi. Bây giờ các bạn kiếm một cái ly cà phê hay một ly nước để các bạn uống và chờ cái quá trình thiết lập quay trở lại thì cái website của chúng ta đã hiện trên Google rồi, vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Ok, cái quá trình này nó sẽ diễn ra rất là nhanh thôi đúng không ạ? Chưa tới 5 phút nữa là chúng ta đã có một cái website lung linh như thế này đúng không ạ? Đẹp lung linh như thế này với đầy đủ nội dung mà chúng ta không cần phải soạn, rất là mất công đúng không ạ? Rất là mất công. Tuy nhiên bạn nào mà muốn học cái khóa thiết kế website trong 24 giờ này để hiểu bản chất thì các bạn tiếp tục đăng ký đúng không ạ? Có thể đăng ký trên cái website của Nhất này đúng không ạ? Thì cái này khi mà các bạn mua thì các bạn sẽ được tặng rất là nhiều theme, rất là nhiều plugin bản quyền đúng không ạ? Thì tiền nào của đấy đúng không ạ? Khi mà các bạn import này là điều quá tuyệt vời rồi. Và khi mà các bạn bỏ tiền ra học thêm cái khóa này thì các bạn sẽ được nhiều kiến thức hơn. Đấy là điều chắc chắn đúng không ạ? Nhiều kiến thức hơn, các bạn được nhiều quà tặng hơn. Đấy là điều chắc chắn rồi. Đó. Ở đây thì các bạn được import cái quy trình và Nhất và đội ngũ của Forex Center muốn các bạn kiếm được tiền ngay
đúng không ạ? Không có mất quá nhiều thời gian để nghiên cứu web làm như sao, rồi cái cách tối ưu web như thế nào, thiết lập từng bước như nào nhất. Ok, cái bước đấy bỏ qua, đúng không ạ? Chúng ta bước vào cái bước kiếm tiền luôn. Mong muốn là những thành viên khi mà tham gia vào cộng đồng Affiliate Mastery của Forrester là phải kiếm được tiền, đúng không ạ? Phải kiếm được tiền. Đó, mục tiêu của Forrester là các thành viên phải kiếm được tiền thì chúng ta mới đồng hành với nhau lâu được, đúng không ạ? Thì cái bước thiết lập website phức tạp không cần thiết nữa, chúng ta chỉ cần nhân bản thôi. Cái vấn đề là chúng ta nhân bản này, đúng không ạ? Ok, chúng ta chờ một chút xíu nữa, đúng không ạ? Chờ một chút xíu nữa thôi. Cái này á thì nó phụ thuộc vào cái tốc độ đường chuyển mạng của các bạn, đúng không ạ? Nếu mà cái tốc độ mạng của các bạn nhanh thì cái quá trình này nó sẽ diễn ra nhanh, còn nếu như cái tốc độ mạng chậm thì nó sẽ chậm hơn một chút, đúng không ạ? Và cái đường link để tải những cái công cụ, đúng không ạ? Cái công cụ này, những cái tài nguyên này thì các bạn phải vào trong group kín thì Nhất mới chia sẻ cho các bạn được, đúng không ạ? Cái này không công khai. Và cái đường link để mua hosting thông qua Forrester Center, mua hosting Host Armada, Nhất sẽ để ở dưới cái video này. Các bạn mua, và khi mà các bạn mua xong thì các bạn tham gia vào cái nhóm Zalo thì Nhất sẽ tiến hành xác minh và tiến hành hướng dẫn các bạn làm affiliate cũng như là cung cấp cho các bạn cái file tài nguyên này về để các bạn tiến hành tải và cài đặt, đúng không ạ? Các bạn cần phải làm theo đúng những cái bước mà Nhất hướng dẫn từ đầu đến cuối, đúng không ạ? Thì cái quá trình của chúng ta mới diễn ra trơn tru được và không gặp lỗi, đúng không ạ? Các bạn cần phải làm từng bước xem chậm thôi, đúng không ạ? Xem chậm thôi. Nhưng nếu như chưa hiểu chỗ nào thì bắt đầu xem lại để chúng ta, cái quá trình chúng ta diễn ra trơn tru, đúng không ạ? Và chúng ta lao vô cái cuộc chiến kiếm tiền, mục tiêu kiếm tiền một cách nhanh chóng hơn. Đó. Đừng có quan tâm, đúng không ạ? Đừng có quan tâm người thành công là không cần biết, đúng không ạ? Không cần biết. Không cần biết phải làm như thế nào, chỉ cần biết ứng dụng thôi. Người thành công là như vậy. Chúng ta mất công nghiên cứu rất là nhiều thời gian mà chúng ta không ứng dụng được, rồi chúng ta lại chán, đúng không ạ? Chúng ta nản, không kiếm được tiền chúng ta nản và chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Đó. Có một câu mà Nhất rất là thích, đúng không ạ? Khi ai đó cho chúng ta cơ hội thì chúng ta cứ nhận lời và tìm cách làm xong đó. Mà các bạn muốn thành công thì các bạn cần phải có tư duy như vậy. Ok, cái quá trình của chúng ta sẽ khoảng một chút nữa là xong rồi, đúng không ạ? Và các bạn cùng xem thành quả nhé, cùng xem thành quả. Ok, trong cái quá trình mà cài đặt ấy, thì các bạn đừng có tắt trình duyệt đi nhé. Các bạn để im để cho cái quá trình diễn ra một cách trôi chảy nhất, đúng không ạ? Đó, sắp xong rồi. Rồi các bạn click vào tiếp tục thôi, đúng không ạ? Click vào tiếp tục. Đó, đã chuẩn bị xong blog mà rất tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta sắp có blog rồi các bạn ạ. Ok, chỉ một chút xíu nữa thôi, đúng không ạ? Ok, click hoàn tất, đúng không ạ? Dữ liệu của bạn đã được nhập thành công, các bạn click vào hoàn tất. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Chúng ta load này. Bùng, đúng không ạ? Rất giống website demo này, đúng không ạ? Rất giống. Đó, cái website của chúng ta forrybusiness.com hoàn toàn giống với website demo 1.forrybusiness.com. Đó, điều mà rất là kinh khủng, đúng không ạ? Chỉ trong vòng vài phút chúng ta đã có một cái website như thế này rồi. Và trong cái quá trình mà chúng ta thiết lập thì chúng ta có thể gặp một số cái lỗi, đúng không ạ? Thì nó thông báo chúng ta cần phải update login. Ok, Nhất sẽ tiến hành đăng nhập lại, đúng không ạ? Sau cái quá trình cài đặt thì chúng ta cần phải đăng nhập lại. Rồi, ok. Chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập lại. Đây, có một số cái lưu ý khi mà trong quá trình cài đặt xảy ra lỗi chẳng hạn thì cái plugin này nó đòi hỏi chúng ta, đúng không ạ? Cái extension này này đòi hỏi chúng ta cần phải nâng cấp phiên bản lên, thì chúng ta cứ click vô nâng cấp thôi là được, đúng không ạ? Thì cái quá trình của chúng ta diễn ra một cách trơn tru bình thường trở lại. Rồi, cái tiếp theo là các bạn lưu ý, đúng không ạ? Các bạn quay trở lại cái mục cài đặt và đừng dừng tĩnh. Đó. Các bạn click vô lưu thay đổi cho Nhất một lần nữa, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo,
Đó, chúng ta sẽ đến cái bước đó là tối ưu theo mong muốn của bạn, đúng không ạ? Thì ở đây sẽ có một số cái điểm lưu ý, đúng không ạ? Một số cái điểm lưu ý mà các bạn cần phải thực hiện. Thì cái phần tổng quan này, các bạn có thể thấy được cái phần đây là đang là web để mua một, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn đổi lại, đúng không ạ? Foury Center hoặc là Foury Business, đúng không ạ? Các bạn đổi cái tên website là tên của các bạn, đúng không ạ? Tên cái website của bạn Business hướng dẫn chia sẻ kiến thức đó MMO marketing, đúng không ạ? Rồi tiếp đến thì chúng ta lưu thay đổi đúng không ạ? Đây chúng ta lốt này thì cái phần tiêu đề của chúng ta nó thay đổi đây rồi, đúng không ạ? Thay đổi các bạn có thể thấy. Rồi tiếp theo chúng ta muốn chỉnh sửa cái đường link affiliate hay là những cái đường link ví dụ như ở cái bài viết này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các bạn click trực tiếp vào chỉnh sửa bài viết. Đây là một số cái đường link mà mặc định của Foury Center, đúng không ạ? Các bạn có thể thấy này. Đó thì các bạn tiến hành, các bạn click vào chỉnh sửa bài viết thôi để các bạn thay những cái link này là link của các bạn. Đây sửa value banner, đúng không ạ? Đó các bạn tiến hành, các bạn thay cái link này, các bạn nhấp đôi vào, đúng không ạ? Nó thì nó sẽ xuất hiện như này, thì bắt đầu các bạn thay đổi thôi, đúng không? Click vào cái chỉnh sửa này. Đây ví dụ cái đường link này. Đó, các bạn sẽ lấy cái đường link affiliate của các bạn và các bạn đính nó vào đây, đúng không ạ? Lấy cái đường link affiliate đó. Thì bây giờ Nhất sẽ tiến hành đăng nhập vô cái tài khoản của Nhất, đúng không ạ? Để demo cho các bạn luôn cái tài khoản affiliate của Nhất. Đây các bạn kéo xuống affiliate này đó. Rồi chúng ta tiến hành login đó, phải login ở đây, đúng không ạ? Ok, tiến hành login thôi. Đây các bạn tiến hành đăng ký, đúng không ạ? Tiến hành đăng ký. Các bạn sao chép được chỉ liên kết. Nếu như bạn chưa biết cách đăng ký thì Nhất sẽ có một cái video hướng dẫn bạn cái cách đăng ký tài khoản affiliate vô cùng nhanh thôi, đúng không ạ? Rồi chúng ta copy này, đúng không ạ? Copy. Sao chép được liên kết. Rồi chúng ta quay trở lại cái bài viết của chúng ta, đúng không ạ? Quay trở lại cái bài viết. Nói chúng ta thay cái đường link của chúng ta vào đây thôi, đúng không ạ? Thay và chúng ta nhớ ấn áp dụng. Hoặc là những cái đường link nào mà đang của Foury Center thì các bạn thay là cái đường link của các bạn, đúng không ạ? Các bạn thay được, thay toàn bộ và các bạn click vô cập nhật là xong. Đó, cập nhật. Đó. Thì những cái bài viết khác cũng tương tự như vậy, đúng không ạ? Những cái bài viết khác thì cũng tương tự như vậy. Và cái phần ở trên đây, đúng không ạ? Các phần ở trên đây chẳng hạn, hoặc là cái banner ở dưới đây, nếu như các bạn muốn thay đổi thì các bạn click vào giao diện này. Các bạn click vào widget, đúng không ạ? Và cái phần này nó sẽ có những cái ví dụ như là đây, đúng không ạ? Ví dụ như đây thì các bạn thay cái đường link ad này, ad tức là quảng cáo đấy, đúng không ạ? Đó là đường link của các bạn. Hoặc là hit đây, các bạn thay vào cái đường link của các bạn ở đây. Đó, cái đường link affiliate của các bạn click hoàn thành, đúng không ạ? Như vậy là các bạn có thể thay đổi được tất cả những cái đường link mặc định của Foury Center rồi. Đó và các bạn làm tương tự, đúng không ạ? Cứ cái bài viết nào các bạn click vô các bạn làm tương tự. Các bạn vào cái phần bài viết này cũng được, đúng không ạ? Tất cả bài viết này. Đó và các bạn vào chỉnh sửa và cập nhật lại tất cả những cái đường link. Đây, tất cả những cái đường link. Ở đây nó có một số bài thôi, đúng không ạ? Thì các bạn vào đây, các bạn cập nhật lại những cái đường link mà đang mặc định của Foury Center là cái đường link của bạn. Đó thì là khi mà các bạn giới thiệu có ai đó click vào cái đường link đó mua thì các bạn nhận được hoa hồng, đúng không ạ? Và cái series video hướng dẫn kiếm tiền affiliate với Hosting Hot Amada sẽ được Nhất cũng như là Foury Center cùng đội nhóm làm và gửi cho các bạn sau trong cái buổi đào tạo sau nữa, đúng không ạ? Đó rồi tiếp đến này, tiếp đến thì các bạn có thể xem chọn bộ, đúng không ạ? Chọn cái video này, xem hết cái video này để cái quà tặng đặc biệt, đúng không ạ? Đó, quà tặng đặc biệt để các bạn biết cách quản trị website,
để các bạn biết cách quản trị website một cách chi tiết nhất, thì chúng ta xem này để học thêm, đúng không ạ? Cái cách quản trị website đây, đây là cái video mà các bạn cần phải xem. Đó, đúng không ạ? Đây, cái video này đây. Rồi, chúng ta quay trở lại. Và nếu như chúng ta muốn đổi cái logo, đúng không ạ? Logo hay cái thông tin này là thông tin của bạn thì sao? Thì đây, các bạn click vào giao diện, đúng không ạ? Các bạn click vào thêm option. Đó, các bạn click vào thêm option. Ở đây thì Nhất đã tiến hành chuẩn bị logo rồi, đúng không ạ? Chuẩn bị logo rồi thì Nhất sẽ tải lên, upload này, upload cái logo của Nhất lên, đúng không ạ? Hoặc là Forex Center lên. Đây, Nhất sẽ tiến hành tải cái logo của Forex Center, đúng không ạ? Đây. Chúng ta chờ một chút. Web lát rất nhanh. Rồi. Ở cái phần này thì chúng ta có thể fly beacon này, chúng ta chuẩn bị, đúng không? Fly beacon thực ra là cái biểu tượng ở trên đây thôi, đúng không ạ? Chúng ta có thể thay đổi, đúng không ạ? Thay đổi. Đó, rồi chúng ta nhớ lưu lại, đúng không ạ? Lưu lại. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi một số cái thông tin ở đây, đúng không ạ? Hoặc là các bạn để mặc định cũng được, đúng không ạ? Đây. Thì bây giờ chúng ta load lại này. Đó, nó đã thay đổi rồi, đúng không ạ? Ở đây thì Nhất để nhầm cái logo Forex Center, đúng không ạ? Đây, cái này mới đúng. Đó, rồi, lưu. Đấy, đúng không ạ? Và Nhất nhắc lại một chút, đúng không ạ? Các bạn hãy xem những cái phần hướng dẫn ở trong cái file mà Nhất đã chuẩn bị cho các bạn, rồi sau đó các bạn cài đặt như hướng dẫn. Và trong cái quá trình cài đặt, đúng không ạ, sẽ gặp cái lỗi nếu như cái plugin của các bạn có phiên bản cũ, thì các bạn vào cái plugin để các bạn cập nhật lại thành phiên bản mới. Và trong cái quá đây cài đặt, đúng không ạ, cái plugin đã cài đặt để các bạn cập nhật lại cái plugin này phiên bản mới nhất, thì nó sẽ không xảy ra lỗi. Và đặc biệt là các bạn cần phải để cái quá trình mà tiến hành nhập dữ liệu thì các bạn cần phải để cái trình duyệt này im và không được tắt đi, đúng không ạ? Đó. Và như vậy là Nhất đã hướng dẫn bạn xong cái cách làm thế nào để chúng ta nhận bản website và tối ưu website một cách nhanh nhất. Ok, mọi cái đường link mà mua cũng như mua cái đường link mà affiliate của Forex Center cũng như là những cái hội nhóm thì Nhất sẽ được dưới cái mô tả của video này. Các bạn click vào và tham gia, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn thành công.